Truyền hình Thông tấn kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp. Mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là phần điểm những tin chính có trong chương trình. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã đến dự lễ meeting quốc gia hưởng ứng Ngày nước thế giới. Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách để phòng chống dịch lợn tai xanh trên địa bàn. Đoàn đại biểu Việt Nam lần đầu tiên tham dự diễn đàn phụ nữ Pháp ngữ diễn ra tại trung tâm thủ đô Paris, nước Pháp. Nga và Syria cáo buộc phương Tây cản trở cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc về vụ sử dụng vũ khí hóa học tại Aleppo. Thưa quý vị, theo tin mà chúng tôi vừa nhận được, sáng ngày hôm nay 21 tháng 3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa chúc mừng đồng chí Tập Cận Bình được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chúc nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, đứng đầu là đồng chí Tập Cận Bình, sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cải cách mở cửa, xây dựng toàn diện xã hội khá giả và chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảm ơn lời chúc mừng của Tổng bí thư ta, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng với Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai đảng, hai nước không ngừng đi vào chiều sâu. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi phương hướng lớn thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung phát triển trong thời gian tới. Thưa quý vị, sáng nay 21 tháng 3 tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế, các nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội đã đến dự lễ meeting quốc gia hưởng ứng Ngày nước thế giới do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức. Với thông điệp nếu tất cả chúng ta cùng nhau chia sẻ, ai cũng sẽ có cơ hội sử dụng nước. Ngày nước thế giới năm 2013 đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác vì nước, đề xuất các giải pháp hướng tới mục tiêu hài hòa trong phân bổ nguồn nước giữa các ngành, địa phương, các nhóm, cũng như sự hợp tác giữa các quốc gia có chung nguồn nước, cùng hướng tới một mục tiêu chung là khai thác sử dụng nguồn nước một cách bền vững, hiệu quả. Có thể nói, hợp tác vì nước là chất xúc tác thúc đẩy hợp tác phát triển, là nhân tố mang lại cho cộng đồng và xã hội sự gắn kết. Hợp tác vì nước giúp giải tỏa các căng thẳng về văn hóa, chính trị, xã hội, đồng thời xây dựng niềm tin giữa mọi người, giữa cộng đồng, các vùng miền và các quốc gia. Phát biểu tại lễ meeting, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức chuỗi các sự kiện truyền thông hưởng ứng Ngày nước thế giới, thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của toàn xã hội, có ý nghĩa và sức lan tỏa cao, góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vi, thói quen và cách ứng xử với tài nguyên nước ở hiện tại và tương lai. Tôi kêu gọi mỗi cá nhân, đoàn thể, tổ chức, mỗi ngành, mỗi địa phương trong cả nước hãy nỗ lực hành động, phát huy các sáng kiến trong khai thác và sử dụng nước tiết kiệm, giảm thiểu các rủi ro do hạn hán và lũ lụt, xử lý ô nhiễm môi trường, phòng chống xâm nhập mặn và nước biển dân. Qua đó, góp phần tích cực vào thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước của quốc gia và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng hợp tác vì nước sẽ góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, thực hiện công bằng xã hội, cải thiện điều kiện sống và các cơ hội giáo dục, đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em, góp phần vào thực hiện thành công những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam nằm ở hạ lưu của hai con sông quốc tế quan trọng là sông Hồng và sông Mekong, do 2/3 lượng nước ở Việt Nam được sản sinh từ các nước láng giềng chảy vào hai con sông này, nên việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc chia sẻ, khai thác và phát triển bền vững các nguồn nước xuyên biên giới được xem là nội hàm quan trọng của chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi các quốc gia ở phía thượng lưu hãy hợp tác và cùng chia sẻ với Việt Nam để các dòng sông liên quốc gia trở thành dòng sông hòa bình và mang lại sự thịnh vượng chung cho tất cả các nước trong lưu vực. Cùng ngày tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự và phát biểu khai mạc hội thảo ASEM quản lý nước và lưu vực sông cách tiếp cận tăng trưởng xanh do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Hội thảo là một sự kiện trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng phong trào Ngày nước thế giới năm 2013 và cũng là dịp để Việt Nam tranh thủ sự ủng hộ tham gia của quốc tế, đặc biệt là các thành viên trong ASEM đối với hợp tác Mekong.
diễn ra từ ngày 21 đến 22 tháng 3, hội thảo thu hút khoảng 150 đại biểu trong và ngoài nước đến từ 51 quốc gia thành viên ASEM và đại diện các tổ chức của Liên Hợp Quốc, các tổ chức khu vực quốc tế liên quan như Ủy hội sông Mekong, Hội đồng nước Thế giới, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới. Hội thảo sẽ tập trung thảo luận về những chủ đề chính là tài nguyên nước và phát triển bền vững, nước, lương thực và năng lượng hướng tới sự cân bằng, nước và cuộc sống của người dân, nâng cao hiệu quả hợp tác Á-Âu trong quản lý bền vững nguồn nước. Qua đó góp phần tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa các nước ASEM trong quản lý và bảo vệ tài nguyên nước vì mục tiêu phát triển bền vững. Hội thảo cũng sẽ thông qua báo cáo trình các khuyến nghị lên Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 11 tại Ấn Độ vào tháng 11 tới và Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 10 tại Bỉ năm 2014. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh các thách thức liên quan đến nguồn nước đã tồn tại xuyên suốt lịch sử phát triển của nhân loại. Song ngày nay, các thách thức này đang ngày càng trở nên cấp bách, gay gắt, mang tính chiến lược và mang tầm toàn cầu hơn bao giờ hết. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, nhận thức rõ trách nhiệm là một trong những quốc gia cung ứng nông sản lớn trên thế giới và để chung tay ứng phó với các thách thức, Việt Nam đề cao việc bảo vệ và quản lý bền vững nguồn nước. Là một quốc gia nằm ở hạ nguồn sông Mekong, Việt Nam đặc biệt quan trọng việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác về sông Mekong. Chỉ trong một thập kỷ vừa qua, Mekong đã trở thành một trong năm lưu vực sông lớn trên thế giới có dòng chảy bị suy giảm nhiều nhất do hạn hán tác động trực tiếp đến vựa lúa lớn nhất của Việt Nam. Chúng tôi cùng các nước ven sông tăng cường hỗ trợ lẫn nhau, đề xuất và triển khai các chương trình hợp tác trong các khuôn khổ Quỹ hội sông Mekong quốc tế, hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng, chiến lược hợp tác kinh tế ACMED, hợp tác Mekong với các đối tác như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng qua trao đổi, đối thoại trên tinh thần xây dựng và đối tác bình đẳng sẽ góp phần giải quyết hiệu quả các thách thức liên quan đến nguồn nước, đồng thời bảo đảm lợi ích chính đáng của nhân dân về kinh tế và phát triển. Đây chính là biện pháp hữu hiệu để hiện thực hóa mục tiêu kiến tạo mối quan hệ đối tác Á-Âu mới, tăng cường hiểu biết sâu sắc giữa nhân dân hai châu lục và thiết lập đối thoại chặt chẽ giữa các đối tác bình đẳng, khẳng định vai trò và vị thế của ASEM trong cục diện đang định hình. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp phiên thứ 16 thảo luận và cho ý kiến vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng. Các ý kiến trong Thường vụ Quốc hội cho rằng dự thảo luật đã có tính khái quát rộng hơn, phù hợp với thực tế, khắc phục được tình trạng khen thưởng tràn lan, khen thưởng hình thức, đặc biệt là tình trạng chạy thi đua khen thưởng thời gian qua. Thường vụ Quốc hội cho rằng việc thay đổi thời hạn từ hàng năm lên 5 năm xét một lần đối với chiến sĩ thi đua toàn quốc, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nâng thời gian xét khen thưởng đối với một số danh hiệu vinh dự nhà nước 2 năm lên 3 năm, giải thưởng nhà nước 2 năm lên 5 năm, cờ thi đua của chính phủ từ hàng năm lên 3 năm là một trong những giải pháp nhằm nâng cao tiêu chuẩn, khắc phục việc công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng tràn lan, tính tiêu biểu nêu gương chưa cao, ý nghĩa tôn vinh giáo dục còn hạn chế. Tuy nhiên, vẫn còn có những ý kiến băn khoăn về danh hiệu vinh dự nhà nước, nhà khoa học nhân dân, nhà khoa học ưu tú. Các ý kiến cho rằng, việc tôn vinh các nhà khoa học có nhiều công lao, đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là cần thiết. Song, ban soạn thảo chưa làm rõ căn cứ đối với danh hiệu này, cũng như về tiêu chuẩn có sự trùng lắp và chưa hợp lý giữa các đối tượng được tặng danh hiệu này với các đối tượng được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, huân chương lao động và các loại huân chương khác. Một số ý kiến cũng không đồng tình với tờ trình của chính phủ đề nghị bổ sung danh hiệu danh nhân là danh hiệu vinh dự nhà nước vào dự án luật với lý giải để đánh giá danh nhân phải có hội thảo, phải được đông đảo nhân dân các giới trong xã hội thừa nhận, không phải là quy trình thi đua khen thưởng. Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ công tác thi đua khen thưởng đối với tổ chức chính trị, đại biểu dân cử trong dự thảo luật. Nhóm này có thể quy định mang tính nguyên tắc trong dự thảo luật và giao thẩm quyền cho cơ quan lãnh đạo của tổ chức chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể. Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tại địa bàn giảm xuống 0,29% so với tháng trước. Như vậy, so với đầu năm, chỉ số CPI tháng 3 chỉ tăng ở mức 1,15%. Có 6 nhóm hàng có mức giảm khá nhiều là nhóm hàng ăn uống và dịch vụ ăn uống, đồ uống và thuốc lá, giao thông, văn hóa, giải trí, du lịch và nhóm may mặc mũ nón, giày dép. Bên cạnh đó có 2 nhóm hàng tăng nhẹ là nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình.
Theo Cục Thống kê, đây là quy luật, tháng liền kề sau Tết thường giảm giá so với trước đó khi nhu cầu của người tiêu dùng trở lại bình thường. Ngoài ra còn có những nguyên nhân khác như hàng lương thực thực phẩm giảm do lượng lúa hàng hóa còn tồn đọng trong dân, cần phải tiêu thụ nhiều. Còn giá hàng thực phẩm giảm do mức tiêu thụ trên thị trường đã trở về mức trung bình trong năm. Trong tháng 3, nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu đã giảm giá, như thịt heo giảm gần 3%, dầu mỡ ăn giảm trên 3%, thủy hải sản tươi sống giảm trên 1%, rau các loại giảm trên 1,5%. Còn tại Hà Nội, CPI giảm 0,21% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ. Theo lý giải của Cục Thống kê Hà Nội, điều này là hợp với quy luật khi cứ đến thời điểm sau Tết Nguyên đán, giá lương thực thực phẩm dần quay lại mức giá như thời điểm trước Tết, khiến cho chỉ số giá nhóm thực phẩm giảm. Đây cũng là nhóm hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ tính giá. Với diễn biến giá đi xuống tại hai trung tâm kinh tế lớn nhất nước, dự kiến mức lạm phát chung tháng này sẽ ở mức thấp, tạo điều kiện hạ lãi suất của ngân hàng. Với phương châm khống chế, bao vây, ngăn chặn kịp thời khi gia súc bị ốm trong diện hẹp, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều giải pháp cấp bách để phòng chống dịch lợn tai xanh trên địa bàn. Sau khi công bố dịch bệnh tai xanh tại địa bàn hai xã Đông Ninh và Đông Hoàng, ngày 20 tháng 3, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để triển khai công tác phòng chống dịch tới 16 xã thị trấn trong huyện. Tại xã Đông Hoàng, công tác phòng chống dịch được thực hiện khẩn trương. Với địa bàn rộng, lực lượng thú y lại mỏng, xã Đông Hoàng đã có sáng kiến phối hợp với trường trung cấp nông lâm Thanh Hóa tổ chức tiêm phòng cho 100% gia súc trên địa bàn. Thì ban huyện đã có một cái công điện khẩn cho các xã, đặc biệt là xã Đông Ninh, Đông Hoàng tổ chức những giải pháp chống dịch, ví dụ như là thống kê tổng đàn, xác định cái số lượng đàn lợn nhiễm bệnh, rồi cái công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng, cái tiêm phòng, đặc biệt lưu ý là công tác tiêm phòng là chỉ đạo thật là quyết liệt đối với những cái vùng mà dễ bị mắc bệnh và những vùng đang có cái dịch bệnh. Ở điểm nóng Đông Ninh, nơi có 171 con lợn mắc bệnh, công tác phòng chống dịch đang được triển khai kịp thời. Xã Đông Ninh cũng thành lập 3 chốt kiểm dịch nghiêm cấm việc buôn bán gia súc và sản phẩm gia súc tại chợ, đồng thời giao các thôn kiểm đếm thống kê chính xác số gia súc tại từng hộ gia đình. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền cho dân là nắm bắt được cái tình hình dịch bệnh, mà ngay cả chưa có dịch bệnh chúng tôi cũng rất là tuyên truyền là mua vôi bột. Hoặc là dùng thuốc tiêu độc khử trùng để khử trùng trước khi mà khử trùng thì làm vệ sinh chuồng trại sạch sẽ xong rồi phun tiêu độc khử trùng. Tại Thanh Hóa, dịch lợn tai xanh đã xảy ra tại 10 xã của huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa và Triệu Sơn, làm trên 600 con lợn bị mắc bệnh và buộc phải tiêu hủy 99 con. Để phòng chống dịch có hiệu quả, Chi cục Thú y tỉnh đã cấp trên 8.000 liều vaccine tai xanh cho 3 huyện có dịch, 450 lít hóa chất sát trùng, huy động 35 bình bơm động cơ, 47 bình bơm tay, chỉ đạo thành lập 22 chốt kiểm dịch để kiểm soát ngăn chặn việc vận chuyển gia súc ra khỏi vùng dịch.